Dạ, trước khi đi chợ thì cô chú anh chị nào có quan tâm đến đất ở An Phú Tây, Bình Chánh, Hồ Chí Minh thì ở đây có một miếng đất 1.017 m² thì đang kêu giá 10 tỷ. Thì cô chú anh chị nào có nhu cầu thì liên hệ tân nha. Thì ở đây là có 250 m đất ở đô thị, cộng nhiêu là đất cây lâu năm. Ở mặt trước tiền đường là đường lộ khoảng 4 m cô chú anh chị. Coi gà cũng lau nhỏ nhỏ ghẻ nó bán có 120 à, lá đẹp quá trời luôn, nó sống luôn nè, lấy 4 kg lá, lá huyết này nha, nó sống này nghe luôn, nên đi mua đồ này đồng một ngon quá trời luôn. Để hồi anh coi đã, có loại nhỏ loại ghẻ ghẻ mới quay qua anh đã mua loại nhỏ. Mai không có tôm bự giống qua rồi, nay chợ không có đồ bự hay sao hả? Dặn 12, dặn 12, 15 mua cái này không biết chịu không, 12, 15 mua cái này sao mà chịu không, sao chịu không, chịu là khỏi mua luôn. Để một lát anh đưa coi có gọi xú xú quảng canh không, có mua không có thì mua cái này 3 kg, 3,5 kg 2 con, nay giá nhiêu à? Đơn này giá nhiêu ạ? 170. 3,5 kg không? Hay 3 kg, 3,5 kg thôi, đừng có bắt 4 kg. Mần cắt khứa luôn. 2 con nó cân chung đi. 2 con cân chung nha. Không. 170 ngàn. Cá lớn trong này nhiêu giá nhiêu? 135 ngàn hết giá. Con ơi, cá này để lên. Ba nè mày ơi, cân chung hay không kia? Cân chung 2 con đó đi. 7 nè. 6 kg luôn chín. 7 kg. 7 kg. Mày có mấy con cá ngừ ngon quá, mấy cá ngừ đó cô chú anh chị mình mua á thì dẫn cho tăng ca kêu ở đây làm cắt giùm luôn nha, để về nhà cá lớn á, về nhà mình cắt không có ngon, nó bể hết. Cá thu nè, bán con rồi, mới vô bóng hới luôn, ếch ruộng, ếch ruộng có ếch bự bán 5 kg các bạn, ếch bự bán 5 kg rồi, nay giá nhiêu ạ? 3 bán 5 kg nha, ếch nè, ếch ruộng nha cô chú anh chị, ếch này 130 nè. Ếch này hả? Ếch nào? Bự nhất rồi đó hả? Bự nhất là 330. Ừ, lửa 5 kg nha. Ếch ruộng 130. Cái lăng này có lăng xong không? Có lăng xong bự không? Rồi bó tay luôn. Nay có chạch lấu mà. Cái lăn xong nó không có luôn, trời ơi chạch lấu trứng không á ơi. Bán tôm nữa, tự nhiên qua bán cá đồng quay qua bán tôm. Đâu có lương ruộng hả? Ruộng nữa xíu hả? Lớn rồi. Lớn hết trơn rồi, còn này sao mua. Tôm gà giá nhiêu chị? Tôm hả? À. 280 ngàn. Tại con gà đầu mùa nó mắc phải không? Chưa vô mùa mà. Chưa vô mùa đâu. Mùa nó mới rẻ. Vô mùa, cái này là nghịch mùa. Nghịch mùa nên nó mắc. Con này hả? Con này là chết là thấy lỗ rồi nè. Chết sống rồi cô chú anh chị mà lên rồi không ai mua, chết là lỗ rồi nè. Trời ơi, cá này mua được còn ngon luôn. 2 con, 2 kg, 2,5 kg rồi đó. Vú khổng lồ này 234 vậy. Chết. Này mới bữa nay 160.
lỡ lỡ bữa nay tới 270-280 mà quay nó luôn, quay nó luôn. Quay vô đây luôn, quay vô đây luôn, tôi biết được. Máy gì không vậy ta? Dạ. Xuân. Máy này nhiêu vậy? Này nhiêu ạ? 75 ngàn thôi. 75 ngàn, mai cá ngừ đẹp quá trời luôn. Còn nhiều ký quá. Sáu lăm ngàn á, không có bự hơn ta. Không có bự. Lớn cái gì? Lớn thì vừa lớn thì 80 con đó. Lớn đi, lớn đi chứ cái nhỏ thịt đâu ăn. Cá phèn nó nhiều loại cá phèn đó mà chị không dặn biết được. 80 ngàn nè. Hai ký. Đây cái ảo ngon quá trời, gài ảo quá 101. 101 cho 15 ngàn. Lợi nhỏ nhỏ hôm qua đâu, nhỏ nhất hôm qua đâu. Hôm nay giá nhiều, trắng quá đẹp quá, 120. 120 lấy 8 ký. 8 ký rồi đó. Ừ, còn có lợi 150 đâu. Này ơi, 150 để coi nhiều ký. 150 thì nó hơi sẫm hơn cô chú anh chị. Cái điều còn hơn ở 120 ngàn. Ai dạng nhỏ thì tăng mua nhỏ. Ông lau này vô nước đẹp quá trời luôn. Trắng thiếu. Về cô chú anh chị mình để nguyên con ấy, mình lấy cái kéo mình nhấp nhấp xíu ở lòng bụng mình nè. Xíu đây thôi nha. Rồi cái mình lấy cái cục mặt nó ra thôi, khỏi rứt cái đầu ra luôn. Rồi đem luộc hấp gì đó làm. Chứ mà bứt luôn ra thì nó hết ngon. Để vậy đó. Để vậy là lụm đó. Nay một xuông này đẹp hơn. Để coi mấy ký. Nay nhiêu rồi chị? 55 ngàn. Không lấy 50 cái chẳng luôn đây, 55 gì à? Hay rồi. Để coi mấy cái đống này đóng biết con đống này nãy giờ kiếm đông lạnh không này thằng đông á, gà đông gà hả, lên 90 có bớt không nhiều chục ký mà mấy cái không mãi vậy, trên kia đóng đông lạnh không, không có đồ nên chạy lên tới đây. Ngoài đó hàng đông lạnh nó gã ra mắt nó không có tươi bằng. Nếu 80 đưa anh lấy ra 12 ký. 12 ký. Tươi, cái tươi. Điện. Sao rồi? Được không? Đợi em xíu à. Chục chặt rồi. Chục chặt. Tưởng 2 ký. Nay tâm nhỏ mà 20 con. Không có lấy đại đi chứ giờ kiếm đâu ra đào đâu ra nguyên chợ không có là không có hết à. Đúng không? Lấy em 2 ký à, nhiêu ạ? À? 20 con hả? Nay lớn nhất rồi đó hả? Nhiêu ạ? À? Hả? Ừ lụm bự nhất đi. 2 ký à. 350 ngàn hả? À? Nó không có bự thì sao giờ? Lấy đại đi mà 2 ký đi. Anh ơi. Bự nhất à.
này nó không có tôm lớn. Bán cho 2 ký cua đi, mua 3-4 con gì đó. 3-4 con á. Để dây như vậy đi. Thôi nay không ăn con bự. 3-4 con này giá nhiều. Con cua này gạch nhóc mình luôn, vàng vàng thịt luôn nè. Gạch mà nó vàng với vàng đỏ thịt luôn nè. Thấy không? Chạy vàng á. Chạy đều luôn á. Chạy đều luôn không nè. Cái ngoe nó vàng luôn nè. Đỏ luôn nè. 3-4 con này nhiều à, la vô không? Vậy đó không? Lên 2 ký nè. Lấy gì? Này tỏi này nhiêu ạ? Tỏi rẻ. Giá cũ không? Tỏi nhỏ bên đây 130 hả? Tỏi này nhỏ vô ngồi. Tỏi 120 đâu? Còn ai không có? Này không có hả? Này không ai ăn ở phường, phường bự không? Trăm tư, trăm ba, có loại 120 nó không có thì lấy 130. Được rồi, mập quá ta, nặng chịch ta. Đợt này trước khi về mình mua về mình phải chịu rửa nghe của anh chị, khi nó bị cát á, tắt ra cái mình rửa cái mình ha. Rồi để gáo nước hả nướng nha. Nó gõ lượm mấy ký ơi. Ừ. Phở bự 140. Mấy ký là mấy ký? Mấy là 5 ký nha. Bự chà bá vậy hả? Ừ. Này có bự không đâu. Mấy gỗ là 2 ký. Lượm 2 ký nè nào. 240 không phải 1 rưỡi. Mấy con bự á, bự nó có thịt. 20 con là đủ 2 ký. Nhẹ ông nội ơi. Con mấy chục ngàn hả? Trời. Mỏng vỏ lắm mà. Sao mà bể được? Mà đủ đó. Nặng dữ vậy. Nặng dữ vậy. 2 ký đúng rồi. 9 con à. 9 con 1 ký. 140 cho bán nổ. Thốt đại đi lấy 130 đi. Mua lại lâu quá chú cháu mình. Có 1 ký 2 ký à. 2 ký rồi cho 2 ký. Có 2 ký có 20 ngàn cho. Cho 20 ngàn đi. Nó bự cho bá luôn. Này làm sao lên như vậy? Này nó mắc là đồ không có lên giá. Này không có 400 ngàn. Này không có 400 mà bữa nay lên 450 rồi. Bữa nay nửa ký nhiêu ạ? Nửa ký này 200. Bịch này ký không? Bịch ký. Có 120 đâu. 400 ngàn, 450 ngàn, chị ơi, lên 50 ngàn. Lấy đại 1 ký đây chị lo. Sáng mới lòi ra hả? Thấy mẹ luôn. Trời ơi, mấy trăm ngàn cái chết ngắt đó mẹ hết trơn rồi. Chết hết. Bể hết trơn, bỏ chung mấy con sò này mà. Chết ngắt hết trơn rồi. Lửa đỏ. Sò lửa đỏ. Ngoài sao sống, tự ngoài để vô bao thì sống. Lửa này bán mấy chục ngàn cái. Này bán mấy chục. Này rẻ mà con này nó hay bị cát quá. Hay bị cát lắm con này, này ăn dở bởi nó rẻ nè. Cát dữ lắm cát cô chú anh chị. Sao không ngâm nước biển cho nó nhả ra? Ngâm nó không nở hả? Vậy đó hả? Vậy là nó thích, nó thích ăn cát rồi. Nó ăn cát để nó sống rồi.